Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 3 của bài 15 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài số 1. Yêu cầu các bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ta có 20, 40 kg cộng 20 kg bằng bao nhiêu kg? Thì các em chỉ cần lấy phần số là 40 cộng với 20 thì bằng 60. Đơn vị kg người ta viết rồi. Vậy chúng ta lấy 60 kg trừ 20 kg thì các bạn lấy phần số là lấy 60 trừ đi 20 bằng 40. Thêm đơn vị kg vào, đây rồi. Tiếp theo, lấy 60 kg trừ 40 kg các bạn cũng làm tương tự. Thì chúng ta chỉ cần lấy phần số là 60 trừ đi 40 bằng 20. Kg thì ở đây người ta đã ghi rồi, chúng ta không cần phải ghi nữa. Tương tự ý B. Ta có 30 kg cộng với 7 kg thì các bạn lấy phần số 30 cộng với 7 bằng 37. Đơn vị kg. 37 kg trừ đi 7 kg thì các bạn lấy phần số 37 trừ đi 7 thì bằng 30. Đơn vị kg để bài đã ghi. Lấy 37 kg trừ đi 30 kg thì các bạn chỉ lấy phần số là 37 trừ 30 thôi bằng 7. Đơn vị kg thì đề bài đã ghi rồi. Xong bài tập số 1, bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây là các cái cân này ở vị trí thăng bằng, tức là hai bên nó phải bằng nhau. Như vậy chúng ta có túi gạo này thì nó sẽ bằng cân nặng của hai quả cân này. Như vậy lấy 1 kg cộng với 5 kg thì bằng 6 kg. Túi gạo nặng 6 kg. Túi đường cân nặng bao nhiêu? Đây, cân nặng của túi đường bằng tổng khối lượng hai quả cân này. Như vậy lấy 1 cộng với 2 thì bằng 3 kg. Túi đường nặng 3 kg. Cả túi gạo và túi đường cân nặng bao nhiêu kg thì các bạn lấy cân nặng túi gạo này cộng với cân nặng túi đường, tức là lấy 6 cộng với 3. Cả cân nặng hai cái này thì nó sẽ cân nặng là 6 cộng 3, tức là bằng 9 kg. Túi gạo nặng hơn túi đường bao nhiêu? Như vậy muốn biết là túi gạo nặng hơn túi đường bao nhiêu thì các em sẽ lấy cân nặng túi gạo trừ đi cân nặng của túi đường. Chúng ta sẽ lấy 6 trừ đi 3. Như vậy túi gạo nặng hơn túi đường là 3 kg. Xong bài tập số 2. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 3. Xong bài tập số 3 như sau. Có 3 bao thóc. Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg. Bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bao 1 này thì nặng hơn bao 2 10. Bao 2 nặng hơn bao 3 là 10. Như vậy bao nặng nhất ở đây là bao thứ mấy? Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai. Bao thứ hai lại nặng hơn bao thứ ba. Như vậy bao nặng nhất chính là bao thứ nhất. Đúng không? Bao nào là bao nhẹ nhất? Chúng ta cùng suy luận lại. Bao 1, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ 2. Bao thứ 2 lại nặng hơn bao thứ 3. Như vậy bao thứ 1, bao thứ nhất sẽ là nặng nhất, rồi đến bao thứ 2, rồi đến bao thứ 3. Như vậy bao thứ 3 sẽ là bao nhẹ nhất. Kem khoanh vào đáp án C. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bao thứ hai cân nặng 50 kg. Bao thứ nhất cân nặng bao nhiêu? Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg. Biết rằng bao thứ hai nặng 50 kg. Như vậy muốn biết bao thứ nhất thì các em sẽ lấy bao thứ hai các bạn cộng thêm 10 kg nữa. Như vậy các em lấy 50, các em cộng thêm 10 thì bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg. Như vậy bao thứ nhất sẽ nặng 60 kg. Bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg, tức là
Bao thứ ba sẽ nhẹ hơn bao hai, nặng hơn bao ba đúng không? Thì bao ba sẽ nhẹ hơn bao thứ hai. Bao thứ ba nhẹ hơn bao thứ hai 10 kg. Như vậy chúng ta muốn tìm bao thứ ba thì các em sẽ lấy cân nặng của bao thứ hai, các bạn trừ đi 10 kg. Như vậy lấy 50, các bạn trừ đi 10 thì bao thứ ba sẽ nặng 40 kg. Cô phân tích lại, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg. Như vậy muốn tính cân nặng bao một, bao thứ nhất thì các em lấy cân nặng bao thứ hai cộng thêm 10, tức là nó sẽ bằng 50 cộng 10 bằng 60. Thứ hai là bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba, đồng nghĩa với việc bao thứ ba sẽ nhẹ hơn bao thứ hai. Bao ba nhẹ hơn bao hai 10 kg. Như vậy muốn biết bao thứ ba nặng bao nhiêu thì các bạn lấy cân nặng bao thứ hai, các bạn trừ đi 10, tức là lấy 50 trừ 10 bằng 40. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết thứ ba ở trong của bài 15 ở trong quyển vở bài tập toàn lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.